Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình có ở trên tay ở đây là một chiếc đồng hồ rất là đẹp của thương hiệu Arnold & Sun. Chiếc này là một chiếc Arnold & Sun Royal Collection và nó là phiên bản Moon Face. Trước đây thì nếu như anh em đã xem rồi thì bên mình có một chiếc đó là Moon Face màu bạc. Và hôm nay thì mình có ở đây đó là chiếc Royal Collection Moon Face màu vàng. Mình sẽ trên tay để cho anh em cùng so sánh hai chiếc. Chiếc này thì nó sẽ có mặt dial màu xanh và nó sẽ có cái thân được làm với màu vàng hồng. Còn chiếc của bên mình đang có trước đây đó là một chiếc được làm thân thép và nó có mặt dial màu đen. Đó, như các bạn thấy. Thì, quay trở lại với chiếc đồng hồ này thì đây là một chiếc đồng hồ qua sử dụng và nó chỉ còn đồng hồ zin, khóa zin. Và mặt dial của nó thì được làm rất là đặc biệt với cái lớp vân, như các bạn thấy, vân Gilroc dập nổi và nó được làm theo xoắn theo kiểu hình hoa rất là đẹp. Và cái mặt này thì nó được làm với những cái đường vân sóng này, các bạn nhìn thấy rất là rõ ràng khi có ánh sáng và nó lên rất là đẹp này. Và sau đó thì Arnold & Sun sẽ phủ lên một lớp lacquer hay chúng ta còn gọi là sơn mài để cho nó tạo được cái độ bóng và đẹp hơn. Đó, ở góc này thì các bạn sẽ thấy đầy đủ những cái vân ở trên mặt dial của chúng ta. Logo Arnold & Sun được đặt ở góc phía trên góc 6 giờ, còn ở góc 12 giờ của chúng ta thì sẽ là cái ô Moon Face lớn. Đây là một trong những cái chiếc đồng hồ Moon Face mà đẹp nhất từ trước đến nay được thiết kế, đấy là theo đánh giá của cái giới mộ điệu đồng hồ của Thụy Sĩ. Và như các bạn thấy ở đây là Moon Face, nó ra Moon Face luôn với cái hình ảnh mặt trăng ở đây, nó được làm với cái mặt như các bạn thấy là mặt trăng nó được làm sần sùi giống như bề mặt của cái mặt trăng thật vậy. Rất là đẹp. Nếu như bạn nào thực sự yêu thích Moon Face thì mình nghĩ đây là một chiếc đồng hồ không thể bỏ qua, vì đây là một chiếc đồng hồ được làm rất là tuyệt vời. Như các bạn thấy, kể cả cái phần viền Moon Face của chúng ta thì họ cũng được làm với những cái lớp viền ở ngoài được làm bằng vàng, kim cọc của chúng ta được làm bằng vàng và cái thân của chúng ta thì cũng được làm bằng vàng nguyên khối AU750. Đó, phía bên phải thì chúng ta sẽ có núm chính với logo của Arnold & Sun ở đây, đó là logo hình mỏ neo. Và đằng sau thì chúng ta sẽ có cái bộ máy là AS1512. Đây là bộ máy in-house movement của Arnold & Sun. Bộ máy này thì sẽ có 27 chân kính, có 80 giờ tích cóp và 21.600 tần số động. Và như các bạn thấy ở đằng sau này thì chúng ta sẽ có một cái chu kỳ Moon Face nữa ở đằng sau để chúng ta có thể dễ nhìn. Và chu kỳ Moon Face này thì nó sẽ được hiển thị bởi được chỉ bởi một cái kim nhỏ được gắn ở đây. Các bạn thấy cái phần Moon Face này nó được vẽ và được làm nổi và nó cũng được phủ lacquer rất đẹp. Bộ máy này được hoàn thiện tay với hoàn thiện thủ công và những cái đường vân Geneva Stride rất là tuyệt vời, hay còn gọi là Cotes Geneva. Thì với những cái vân này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ thay đổi cái góc nhìn khi mà chúng ta có những cái phần ánh phản chiếu lại ánh sáng thì rất là đẹp. Các cái ốc ở phía sau của chiếc đồng hồ này thì đều được nung xanh và lộ ra những cái chân kính màu hồng rất là tuyệt vời. Đó, các bạn có thể thấy rất là rõ cái khả năng mà hoàn thiện của Arnold & Sun là rất là đẹp. Và đây là cái logo máy 1512 này của Arnold & Sun này. Nói chung là Arnold & Sun là một cái thương hiệu mà mình đánh giá khá là cao về cái độ hoàn thiện cũng như là cái độ độc đáo trong cái thiết kế bề mặt dial của họ. Điển hình là những cái sản phẩm mà bên mình đã về và các bạn thấy là sản phẩm nào thì cũng có cái nét đẹp riêng cả. Chiếc Arnold & Sun Royal Collection Moon Face này cũng là một trong những chiếc tuyệt vời mà các bạn nên có trong bộ sưu tập của mình. Đi kèm với nó thì chúng ta sẽ có là một cái khóa xiên, và khóa xiên này cũng được làm bằng vàng khối các bạn nhé. Chiếc Arnold & Sun này thì có cơ chế đó là hai kim của chúng ta chỉ giờ và một cái Moon Face, và Moon Face của chúng ta thì sẽ được điều khiển qua cái nút push button ở đây. Với chiếc Arnold & Sun này thì nó được bán giá hãng với cái mức giá khá là cao. Như mình có check trên Harry & Co thì nó sẽ vào khoảng tầm 750 triệu tiền Việt Nam. Đó, còn với một chiếc qua sử dụng như chiếc này, chỉ còn đồng hồ và tình trạng còn đẹp 98% như này thì bên mình bán với mức giá rất là dễ chịu. Bên mình bán chiếc này với giá là 11.500 đô. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc đồng hồ này thì anh em có thể liên hệ bên mình để mua và thử trên tay sản phẩm. Sản phẩm này thì có size là 42mm, tuy nhiên cái lắc nó khá là cụt cho nên là tay các bạn sẽ chỉ cần khoảng 16cm là chúng ta đeo được chiếc đồng hồ này. Các bạn có thể thấy là với cái lắc cụt này và nó cong ôm xuống này, và lắc tu lắc của nó thì sẽ chỉ vào khoảng tầm 46-47mm, thì đây là một chiếc đồng hồ là dễ đeo. Và mình đánh giá là tay các bạn chỉ cần 16cm để chúng ta có thể đeo được chiếc đồng hồ này. Đó. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.